Phần Tử Vi cùng với đài trình IBC TV mở đầu với cùng Bảo Bình cho những quý vị sinh từ ngày 20 tháng 1 cho đến ngày 18 tháng 2. Bảo Bình trở nên thiếu tự tin, dường như cảm xúc của Bảo Bình bị gián đoạn nên Bảo Bình cảm thấy lo lắng, lo ngại đủ điều, dù thực tế không đúng như thế. Bảo Bình luôn có quyền lựa chọn cho mình người phù hợp. Chỉ cần đó là điều mà Bảo Bình mong muốn thì đừng sợ hãi khi đứng trước những lời bàn tán của người đời. Xét cho cùng, đâu ai có thể sống thay cho Bảo Bình được. Vậy tại sao hạnh phúc của mình lại không tự tay mình nắm giữ? Chọn sau này, đừng quên đọc sách và tự học hỏi thêm. Hãy học cách tăng giá trị của bản thân, không ngừng tích lũy sức lực trí thức. Chứ đừng chăm chăm làm những thứ hiện tại mà quên cả việc cải thiện bản thân. Kế là cung Song Ngư cho những quý vị có ngày sinh từ 19 tháng 2 đến 20 tháng 3. Song Ngư đang phải đối mặt với một tình huống bất ngờ và đầy thách thức. Đừng có quá lo lắng, hãy tin vào khả năng và sự khéo léo của mình. Hành động cẩn thận và kiên nhẫn, Song Ngư có thể khắc phục các biến chứng khó khăn. Đừng tham gia đầu tư hoặc là chấp nhận những món hời được cho là có nhiều rủi ro. Cung hoàng đạo này có thể gặp phải những trở ngại bất ngờ trong hoạt động liên quan đến tài chính. Hãy thật là tỉnh táo trước khi đưa ra bất cứ một quyết định nào. Từ các tín hiệu cảnh giác của cơ thể, Song Ngư nhận thấy Song Ngư đang căng thẳng hơn bình thường. Xây dựng thời gian, kiếm thời gian nghỉ ngơi vào lịch trình hàng ngày bận rộn của Song Ngư. Đừng có ép bản thân tập thể dục quá mức hoặc là làm căng thẳng cơ thể một cách không cần thiết. Những quý vị nằm trong cung Bạch Dương sinh từ ngày 21 tháng 3 cho đến ngày 19 tháng 4. Bạch Dương cảm thấy nhớ người yêu của mình, đừng ngần ngại trao cho người ấy những điều ngọt ngào, ấm áp nhất. Điều này sẽ tốt cho mối quan hệ của Bạch Dương. Sở hữu khả năng đưa ra quyết định hợp lý và hướng đến mục tiêu cao nhất, Bạch Dương luôn tìm ra cách tiếp xúc chính xác để hoàn thành các nhiệm vụ. Đừng để bản thân quá tự tin hoặc là bất cẩn. Phải thật bình tĩnh, cẩn thận vượt qua mọi khó khăn, may mắn đứng về phía Bạch Dương liên quan đến tiền. Vì vậy, hãy tiếp tục với một khoản đầu tư mới, nên tạo mối quan hệ giao tiếp với những người ở bên ngoài. Bạch Dương sẽ nhận được cơ hội phù hợp với mình. Hãy thận trọng và đừng đẩy vận may đi xa quá. Xoay sang với Kim Ngưu cho những quý vị có ngày sinh từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 5. Kim Ngưu cảm thấy tình yêu cũng giống như là một cuộc phiêu lưu. Kim Ngưu rất thích thời điểm hai người mới đến với nhau, bởi đây là thời điểm tình cảm nồng nhiệt nhất và nửa kia có rất nhiều điều để mà mình khám phá. Đáng buồn là Kim Ngưu lại chẳng thể duy trì được tình cảm hay là cảm hứng của mình với ai hoặc với việc gì lâu. Đôi khi cung hoàng đạo này cũng cảm thấy buồn phiền với tính cách này của mình, thế nhưng lại chẳng thể nào sửa được. Kim Ngưu trở nên cởi mở và hài hước. Chính vì thế mà Kim Ngưu thu hút sự chú ý của rất nhiều người khác giới. Tuy nhiên, Kim Ngưu không nên quá vội vã bước vào một mối tình. Hãy dành thời gian quan sát xem ai thực sự hợp với mình hơn. Những quý vị sinh từ ngày 21 tháng 5 cho đến ngày 21 tháng 6 nằm trong cung Song Tử. Song Tử cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được người yêu thương và thấu hiểu mình đến vậy. Sự chân thành khéo léo, biết cách để nắm giữ trái tim đối phương của Song Tử khiến người ấy không thể rời mắt khỏi Song Tử, cho dù giữa hai người có không ít quan điểm khác biệt. Về phương diện tài chính, Song Tử quá do dự và không thể chủ động vào đúng thời điểm. Sự thiếu tập trung khiến bị chùn bước, tránh đưa ra những quyết định khó khăn, bởi vì rất có thể Song Tử sẽ phạm sai lầm và tạo ra vấn đề cho mình. Nếu cung hoàng đạo này cảm thấy khá mệt mỏi, đừng thúc ép bản thân phải cố gắng chịu đựng và tiếp tục làm việc quá sức. Tập thói quen tập thể dục đơn giản trong không khí trong lành sẽ giúp cho Song Tử tốt hơn. Còn với cung Cự Giải, cho những quý vị có ngày sinh từ 22 tháng 6 đến 22 tháng 7 trong tuần này có gì lạ? Công việc của Cự Giải đang tiến triển khá tốt. Cự Giải muốn chứng minh năng lực của mình nên cố gắng và nỗ lực không ngừng, chẳng quản ngại ngày đêm vất vả để có thể đạt được điều mình mong muốn. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm thì cung hoàng đạo này cần phải mạnh mẽ hơn. Đừng có để cho mình bị lấn át mãi như thế. Cứ cho rằng cái gì vốn là của mình sẽ thuộc về mình là sai rồi. Có những kẻ luôn thích làm tiểu tam, chen chân làm mối quan hệ giữa Cự Giải và người ấy, bởi đơn giản là họ muốn chứng minh sức hấp dẫn của mình với người khác phái. Do đó, Cự Giải nên trân trọng và bảo vệ tình yêu của mình đang có. Đừng để cho người ngoài có cơ hội phá đám. Bước sang cung Sư Tử cho những quý vị có ngày sinh từ 23 tháng 7 cho đến ngày 22 tháng 8. Sư Tử đừng lãng phí thời gian vào những vấn đề nhỏ. Bản năng kinh doanh của chồng sau này được mài dũa trong tuần này. Vì vậy, hãy sử dụng chúng để tập trung vào những gì quan trọng. Môi trường làm việc rất quan trọng vì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hứng thú làm việc của Sư Tử, ảnh hưởng hiệu quả lao động, lãng phí tài năng chặn đường thăng tiến.
Vì thế hãy cố gắng hòa đồng với mọi người, điều đó sẽ có lợi cho sư tử. Chuyện tình duyên của chồng sau này khá tốt đẹp trong tuần này. Sư tử có sức hút khá lớn với người khác phái. Sự nồng ấm và thân thiện của sư tử khiến ai cũng muốn lại gần. Đối với những người độc thân có nhiều cơ hội nên hãy chọn đối tượng phù hợp với mình. Vậy với cung sử nữ, cho những quý vị có ngày sinh từ 23 tháng 8 đến 22 tháng 9 thì sao? Sử nữ sống vô tư, rộng rãi và khoan dung, hay chiều theo ý người khác, mặc dù trong thâm tâm thì sử nữ chẳng có ưa họ tí nào. Đây thực sự là đức tính tốt đáng học tập, nhưng chọn sau này cũng nên nhớ rằng khi cho đi đừng có mong nhận lại, thì sử nữ mới càng cảm thấy thoải mái hơn với những việc mình đang làm. Là người sống có trách nhiệm nên sử nữ đã lập những kế hoạch của riêng mình. Sử nữ mong muốn khẳng định bản thân của mình có được chỗ đứng vững vàng trong xã hội. Đó là mục tiêu, là động lực để sử nữ phấn đấu mỗi ngày, không để mình tụt lùi. Những quý vị sinh từ ngày 23 tháng 9 cho đến ngày 22 tháng 10 nằm trong cung Thiên Bình. Thiên Bình khá nuông chiều bản thân và có đôi chút phá cách. Chồng sau này không mấy tập trung vào công việc, chỉ cần chán làm việc gì là Thiên Bình sẵn sàng bỏ đấy đi chơi. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, Thiên Bình lại rất mực chu đáo. Thiên Bình luôn lo lắng từng ly từng tí cho nửa kia. Mỗi khi hẹn hò tới đâu chơi, người ta gần như chẳng phải suy nghĩ gì cả. Thiên Bình chính là người đã lập kế hoạch hết rồi. Người ấy chắc hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc khi có người yêu như là Thiên Bình. Tình yêu thắp sáng trái tim, nhưng liệu có thành đôi lứa vững bền hay không thì còn tùy thuộc vào thái độ sống của chúng ta. Hãy lắng nghe nhịp đập trái tim, đừng để vật chất hay những bon chen xô bồ của cuộc sống ngoài kia ảnh hưởng tới tình yêu của mình. Qua tới cung Hổ Cáp cho những quý vị có ngày sinh từ 23 tháng 10 đến 21 tháng 11. Hổ Cáp biết cách sử dụng những đồng tiền của mình sao cho hợp lý. Hổ Cáp chẳng hề nao núng khi đứng trước khó khăn mà vẫn bình tĩnh giải quyết vấn đề. Tuần này có lẽ sẽ là ngày đẹp trời với chồng sao này, bởi trong mắt người đang yêu thì lúc nào trời đất cũng đẹp. Người ấy đến bên Hổ Cáp quả thực là một bất ngờ lớn, với chính Hổ Cáp cũng không thể tin được vào sự thật. Cứ nghĩ rằng mình sẽ cô đơn thêm một thời gian nữa, nhưng khi mà duyên đến thì có muốn trốn cũng không được. Đôi khi tình yêu mang lại cho Hổ Cáp những bất ngờ mà suốt cuộc đời này Hổ Cáp chẳng muốn mất đi. Tiếp đến là cung Nhân Mã cho những quý vị sinh từ ngày 22 tháng 11 cho đến ngày 21 tháng 12. Nhân Mã không được như ý trong công việc, cũng gặp đủ trở ngại trong chuyện tình cảm. Nhân Mã đã dành hết tâm tư cho người ấy nhưng chẳng được đón nhận. Tình cảm dù lớn nhưng nếu cứ mãi trong tình cảnh này thì khó tránh khỏi phôi phai. Công việc của Nhân Mã cũng gặp phải đủ chuyện không hay khi mà bản thân cảm thấy buồn được thể hiện quan điểm của mình nhưng lại bị đồng nghiệp gây tranh chấp. Đôi bên không ai chịu nghe theo ý kiến của bên kia. Và cuối cùng là cung Ma Kết cho những quý vị có ngày sinh từ 22 tháng 12 đến 19 tháng 1. Ma Kết đón nhận những điều may mắn, Ma Kết có thể đạt được nhiều bước tiến mới trên con đường sự nghiệp. Trực giác mách bảo đã đến lúc Ma Kết cần phải tiến lên để giành lấy cơ hội không phải lúc nào cũng có được. Cung hoàng đạo này hãy nỗ lực hơn nữa trong công việc. Ma Kết có nguồn năng lượng dồi dào nhưng lại chưa biết cách dùng năng lượng của mình đúng cách, nên mới bỏ lỡ không biết bao nhiêu là cơ hội đáng quý. Sự chủ động sẽ giúp cho Ma Kết đến gần với hạnh phúc hơn. Ma Kết cảm thấy mình đã quyết định đúng khi bỏ qua cái tôi cá nhân để dám đứng lên vì tình yêu. Nhờ thế mà chuyện tình cảm giữa Ma Kết và người ấy mới có chuyển đổi. Chương trình tin tức đến đây xin tạm dừng. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đồng hành. Gửi lời cảm ơn đến với tất cả các cơ sở thương mại đã bảo trợ chương trình tin tức của đài. Rất cảm ơn quý vị tiếp tục ủng hộ cho chương trình Sale Promotion trong dịp lễ cuối năm của IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo uy tín và chất lượng qua số phone 714-892-5717, 866-303-1888. Và xin kính chúc quý vị cũng như gia đình một cuối tuần vui vẻ và an lạc.